Vì chất lượng nước đầu nguồn ở Hồ Cà Giang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc bị rong tảo, nên từ trưa ngày 3 tháng 6, nhà máy nước Cà Giang phải ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã triển khai các giải pháp khắc phục và hiện chất lượng nước ở Hồ Cà Giang đã được đảm bảo. Trong những ngày qua, do mưa lớn đầu mùa nên lượng nước ở lưu vực về Hồ Cà Giang chứa nhiều tạp chất hữu cơ và nhiễm rong tảo. Qua giám sát, chất lượng nguồn nước thô đầu nguồn ở Hồ Cà Giang không đảm bảo để sản xuất nước sinh hoạt. Nhà máy nước Cà Giang đã buộc phải ngưng hoạt động từ trưa ngày 3 tháng 6 và thông báo đến người dân. Ngay sau đó, nhà máy đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận xử lý khắc phục chất lượng nước. Lượng nước bị nhiễm rong tảo tại hồ được xả bỏ, đồng thời điều tiết nước từ hồ sông Quao về để bổ sung thay thế. Đến hiện tại, chất lượng nước ở Hồ Cà Giang đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất nước sinh hoạt. Hiện tại nay là coi như nước đã tương đối sạch được khoảng 60-70% rồi. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xả để mà tiếp tục đưa nước sạch về. Cái nguồn nước thì hiện tại đã cơ bản được kiểm soát và hiện tại đã cái chất lượng nước đã kiểm soát tương đối ổn định. Thì trong những ngày tới thì các bên có liên quan vẫn tiếp tục theo dõi kiểm soát chặt chẽ cái nguồn nước. Nếu mà có cái hiện tượng mà chất lượng nước xấu thì cũng vẫn phải tiếp tục là xử lý triệt để không để xảy ra cái tình trạng nước xấu, để giảm cái tình trạng là dừng hệ thống cấp nước ảnh hưởng đến cấp nước cho khách hàng. Với công suất 35.000 m3 một ngày đêm, nhà máy nước Cà Giang đang thực hiện cung cấp nước sạch cho một phần huyện Hàm Thuận Bắc và một phần thành phố Phan Thiết. Nhà máy đang tiếp tục được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thô đầu nguồn ở Hồ Cà Giang nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch sản xuất ra phục vụ người dân. Sau khi nguồn nước thô được cải thiện, đảm bảo chất lượng, hoạt động sản xuất và cấp nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết, khu vực thuộc hệ thống đã ổn định trở lại, không còn bị gián đoạn.